Ok, xuống đây là tỏa nha. Chân video mới nâng trong bằng hành vì việc nông ca thử VLAN lớn với Cisco. Hay dừng thử port trắng. Hay dừng khoảng cách Fortinet Firewall. Ta dừng thử việc với Cisco hay nâng Fortinet Firewall. Nâng ta VLAN dừng thử vì nà nà nà. Ok, chân là tỏa nha mới tự infrastructure nhóm. Cứ nó không lấy dừng miền core switch mới. Switch layer 3 bọn nhóm switch Cisco hay dùng miền firewall mũi nè Fortinet chân nó trong này dùng ban chạy VLAN 2 nè cứ VLAN 10 hay là VLAN 20 ok chân cô đa bọn nhóm cứ nhóm chọn ở dùng VLAN 10 VLAN 20 ai tiện tổng khả bán hay ai đã xe internet bán được khả nè mình này thật vì một phái một đọc bị đọc một phái cư nó phình cái score là bạn chẳng những cuộc thử mạnh hay configure VLAN nâng port trăng này nhưng tôi configure the switch port là xe nhưng configure mạnh nhá ok chứ nữa đó đi cho một căn firewall chứng sân mó ok chứng để tạo học nên mơ thử lờ firewall mà nhóm ta IP bao nhóm miền mà nó cứ firewall nhóm nhập bạn còn biết để cho nó nhóm nhóm tụ tụ ban IP tụ 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 ban po IP automatic IP chứ nhóm INS IP address link đấy chứ nhóm trong một hai ta ta IP và nhóm tụ tụ ban mà đấy mà rồi phải mỗi chuyện mà rồi hàm vậy ok chứ nhóm thuê cả remote chỗ này ok chứ password admin admin này user ok nên chi video ai tham main video trong cái đấy còn là nhóm bằng hai nhé, cứ tự tông chúng mình đang VLAN là FortiCat chúng mình đang Cisco switch nhé, ok. Chừng là lớn ấy nhóm mà bạn cần toàn config ấy thế, nhóm config thì như thế, tự tụ bạn quen đang cứ IP automatic bị ISP mở nè, ok. Chừng là vậy để nhóm tự tự phớ cứ nhóm tự bật interface nè, nhóm tự bật sub interface nè. Chúng nhóm thuê được FortiGet môn dân á, chẳng hạn à, này nhóm cỏ thì ok. Chúng FortiGet nhóm cho tập trong interface. Tập mô này tạo khả năng cho cái này nhé, khởi nhé. Bỏ dưỡng port lịch mạng, port lịch tiếp cho một căn switch nhưng port nó cứ port trang chẳng. Chúng ta bỏ cát create interface, tập lợi port lịch bì nè, sub interface. Ok, chẳng vì bạn dưỡng vị trang VLAN, bà sân dân này tạo khả năng ọt bà cát chẳng thế ọt miền lãnh đã VLAN để chẳng. Ok, chẳng VLAN đọc. Ok, nhưng là chúng mua hết á, VLAN đọc. Tập mô này VLAN ID cứ hiện đã đọc mà. Ok, chúng mua hết đọc mà. Hay nhóm vô chữ phục hết LAN thầm ra thế nhỏ bằng vô ấy chẳng thế. Tập mô nhóm VLAN đọc nhưng mà thầm ra cảm ơn chứ VLAN đọc này. IP đọc chọc nhá, ok. Chọc mở rồi cả vi, mở rồi hồng bấy, chọc đọc. Chuyện mũi làm phải buồn ok kể vế nè mũi chuột nhá ok nhưng mà low ping low sa low nặng ok anh nhầm bật DHCP nè nhầm bật DHCP trong vi tin thì trong specific lên port mới nè port IP nè ok tao muốn là đó nên dùng chuột được port IP hơi nhiều miền sạp ấy này sạp interface chứ nếu đó nên chuột được port IP để mở bậc cả mũi điện interface mới tiếp cứ xin. VLAN một phải nè ok interface polypin đã thế để sao VLAN một phải VLAN đọc cứ nó không chân bị polypin là mùi nè ok chân ở vậy VLAN về việc tiện tồn để bán cứ tiện tồn tạm biệt ID nè để chạm ok nhóm rối nhóm vô LAN thế ok ok chân dương bàn rô LAN tập mối nhóm đặt IP address nè ok mình gặp biết rồi phải chạy một phải dùng một cái MIP dưỡng ok mà phải nè phải chữ mũi làm phải buồn ok thế nhóm trâu ca lâu sau vì nè hai nhóm bật DHCP đã hoặc bị bỏ IP ô tôm tới cho cái client đã ok thế nhóm miền P sub interface nè ok nè thế nhóm mơ thật lớn nè ta về trầm trở hay nè chẳng port lịch P cho một căn switch ok switch nữa chỉ switch manage nhé manage switch chứ manage switch nhỏ toàn còn việc t đó chúng tôi đã được FortiCat sẵn đấy nhé ok chứ
dương con vi cơ vi lan nơi lơ forget tập đăng sân này lấy dương cho một cánh switch nhé chân switch này tặng ở khnê trơ pra command mũi nè enable configure config terminal nè ok tập món này tặng ở một cái để đó khnê trơ một cái vi lan trong vi lan của mình vi lan pi nè hai nè port để chụp tập cánh forget nó cứ chụp port track ok trong vlan dot name ita ok visit vlan mapai name it ok nhưng lại không ai thì chắc đó ok nhưng visit với tiền tại vì vẫn riêng một cái vlan hay dương cho từ cảnh interface mỗi mỗi ở lâu vlan số interface port số được bị cứ chỉ interface đọc port access mà này port access để ra việc chụp một căn end device chứng interface g để ra việc chụp một phần gigabit còn được ví nhưng phơ vì vlan và python ok switch port mode access switch port access vlan nhưng ra của mình này một phải no shutdown ok chứng no shutdown cứ dùng khăn nhưng cho tôi mới thiết interface g zone là muối switch port mode access switch port access vlan đọc nè ok nhưng mà sign port zone lượng muối xong rồi vlan đọc ok tập mới nhóm exit mới tiếp chẳng dừng chập đàn thuê nở lờ port zone lượng zone zone lượng zone thuộc bộ thực căn Fortinet chẳng vì chỉ port trăng ok interface chỉ zone lượng zone ok switch port switch port mode switch port tặng để ta switch nhóm layer 3 encapsulation dot view nè switch port mode tặng nhóm layer 3 nhưng phải bị chạy còn bị cản chẳng tao mới chừng nó có sạch đó nè ok chẳng mạnh nhà cái này bị lên dot nhóm click nó sạch đó nhóm cho từ interface chỉ zone là muối nó sắp đón thần ok ok chứ các configure là lấy switch bằng đăng tế hay dùng thử cả lập dụ cứ rải tiêu thì viên về để dùng restart switch cứ viên là bật configuration vậy ok trước nhóm mô mơ là computer bằng nhóm ta client bằng nhóm nó từ thuộc bàn IP hay nó nó cho bài cho bán này mới nhé ok ok thì cái IP đọc chuyện nè trở lại mùi tiết ok nâng từ tụ bàn đấy này nhé IP config ok một phải chạy nè ok chẳng số tạp nâng lang internet nè nào thì chẳng dùng trâu tự configure as vì internet đây dùng à lô tam policy object nè chạy firewall policy ok anh ấy dùng default với cứ điện này chúng create new nhóm là vlan dot to wan chứ mà ai là ai vlan dot nó ai là internet bạn chứ chúng select chứ chúng lên select port IP ấy cứ select này này vlan để chúng bạn bật cản đó outgoing từ căn port wan ok so như đó khi ai bật cản create address mới mong vlan dot rồi copy rồi không vậy nhóm bậc cả thằng nóng IP và nhóm một chữ phá ok chơi chọn ok tạm nền má mà nó cao biểu không vậy chơi đó chỉ số làm phải bốn specific to the port VLAN đọc ok ok chắc nhóm vẫn nặng tập máu destination cứ nhóm dụ ở chắc mèo chân bị VLAN đọc đó cứ ở việc chân làm dụ port lên mùi nắng crop từ đào được rồi nè ok nhóm vô nát ok ok chính nhóm phơ cả tại mở ta những ai đã xem internet ban lỡ nè ok google.com nè ok chẳng dừng ai internet ban lỡ chẳng vlan mà phải nở để nè chứ mà cả mới tiền mà VLAN mapai to WAN nè trong VLAN mapai ở lang internet VLAN mapai ok tamo outgoing port WAN 1
sau nhóm lệ nhóm vô create tập mới nhóm đã máu vlan nhóm một cái nồng mùi đá hay sự rồi thử rồi háo phải chỉ chọn ok nhóm copy hay nhóm paste cho lần này nhóm đã chỉ chọn làm một phải buồn á ok tập mới interface nhóm sẽ lấy vô vlan một phải nè ok chứng so chứng cứ vlan một phải nè so thì tăng quá giờ nè trên the crowd nhóm yo any nè all so we all được nè ok ok chứng một phải dương ta ta một phải một sân lên một phải nó bị thành tạo bản nè google.com ok chứng yên lặng internet bản hai thì tỏ thế vẫn các bản sân gì để đọc nè vô VLAN một phải ping một căn VLAN dot ta scroll đây nè ok ping một căn copy cho dot thì mình ping ta gateway cứ ở scroll đây nè đó nè mình hãy đấy hay nhưng ping ta lịch pi để chỉ IP của một căn VLAN dot nè update ok khi nhưng ping ta gateway tham gia scroll chẳng nè đó nè tôi sẽ allow policy một tiền nè cứ dừng allow VLAN một phải ở scroll VLAN dot chẳng dừng create policy một tiền máu VLAN một phải to VLAN đọc chẳng ở pin nó cross score này nè chương VLAN incoming cứ một phái cho tạm ao của yến trên được tiện tông được cắn ao của yến nó tiện tông được cắn VLAN đọc tập mốt so được ở clear select mở VLAN một phái so vào vía cứ chỗ sorry VLAN một phái so vào vía này để chương hoàn một cả đấy ok hai tập cắn VLAN đọc yeah, ok tập mới sử dụng cho all mà hai cái này nhưng ở trong bài thế sao internal đi nè VLAN VLAN với tập VLAN với hai nó không internal chứ không phải đạn nát đi ok ok tập mới này tạo ni VLAN top tập VLAN là phải bình nhé chứ như một cái tiền mà VLAN top to VLAN phải khi như một cái tích này bên màu VLAN dot tất cả áo của yên tất cả VLAN một phái xó xó dưỡng dưỡng vô vị trả hóa bên dot destination cứ tất cả một phái nè ok switch all tập mô này nhập bật tránh nát vì sao với internal này kia tên á vì dot tầm phái phải tập dot cứ nó không internal là ngoài dưỡng tế vì tạo ca sẽ internet tế ok chứng cái này những disable nào chứng cứ bên trên chẳng hạn okay. Chứng nhóm thuê ca xe ok nhóm ping một rồi copy tàu hai chuột ok hai nhóm ping tàu chuột pi có score này nè chứng mà pi nó cứ score thế và đi tàu là lên nhảy ấy cái nhảy chứng nhóm ping tàu đi pi chứng bị score này chứng thuê ca tiệm tàu cái mà này nè đi chơi cần sắp nông ca thuê VLAN riêng Switch Cisco chung với nâng Fortinet ok chung bật sân dân nền tạo nền nền bánh ha rồi có computer đã được tiện ở lại nha ai comment xuống bạn hay telegram nhóm cư nâng description sẵn nâng khẳng cọng nha ở con chân